Bất động sản khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh có thực sự hot? Có nên đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp không? Chúng ta cùng điểm qua những yếu tố hiện hữu tại khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh. Thứ nhất, khu công nghiệp V-Ship Bắc Ninh hiện đang có 35.000 lao động và chuyên gia kỹ sư. Mỗi lao động thu nhập từ 7 triệu đến 10 triệu trên tháng. Chuyên gia kỹ sư có thu nhập từ 18 triệu đến 30 triệu trên tháng. Mức chi tiêu của một người từ 60% đến 70% trên tổng thu nhập. Như vậy, trung bình mỗi tháng thu nhập của 35.000 lao động tại V-Ship là khoảng 350 tỷ, thì chi tiêu sinh hoạt tại địa phương khoảng 60%, tức là khoảng 210 tỷ chi tiêu tại địa phương qua tiền trọ, tiền ăn uống, cà phê và các dịch vụ khác. Vậy, ven khu công nghiệp sẽ hưởng lợi thế rất nhiều về kinh doanh, buôn bán, cho thuê sầm uất. Thứ hai, khu công nghiệp V-Ship là khu công nghiệp hiện đại, công nghệ và văn minh, được gọi là khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp Singapore, nên các tập đoàn tại khu công nghiệp V-Ship đều là tập đoàn nước ngoài như Rimtech, Mapletree, Nikon, Canon và kéo theo đó là các vendor cung cấp các dịch vụ cho các tập đoàn nước ngoài trong khu công nghiệp cũng cực kỳ chất lượng và lâu dài. Điều này thấy rõ nguồn cầu về các dịch vụ ven khu công nghiệp V-Ship tăng và nguồn cung về dịch vụ cũng tăng theo, đặc biệt là tăng chất lượng dịch vụ do nhu cầu chất lượng tăng. Như các công ty đối tác thuê ở và làm việc gần khu công nghiệp đều có nhu cầu làm việc gần các tập đoàn, di chuyển thuận tiện, môi trường sạch, an ninh, dịch vụ cao cấp hơn, dẫn đến nguồn cung về dịch vụ tại V-Ship tăng, chất lượng dịch vụ tăng, từ đó tăng giá thành, tăng tỷ suất lợi nhuận cho bất động sản. Bất động sản ven khu công nghiệp vẫn là bất động sản ổn định và tăng trưởng tốt nhất. Bất động sản ven khu công nghiệp mà còn trong trung tâm, đông dân cư hiện hữu và giáp với Hà Nội thì đây là một giá trị gia tăng tài sản vô cùng tốt trong tương lai. Thứ ba, chính phủ nhà nước thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài, kêu gọi các tập đoàn lớn về đầu tư tại Việt Nam. Việc này sẽ liên tục và rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế. Thì đây là lợi thế lâu dài, bền vững và cũng là sự đảm bảo tốt nhất cho phân khúc bất động sản khu công nghiệp. Doanh nghiệp và người dân phải thật sự được hưởng lợi thì kinh tế khu vực đó sẽ phát triển. Thì đây là những yếu tố để đầu tư gia tăng giá trị tài sản tại bất động sản ven khu công nghiệp.